Để Bambi múa lại một lần nữa, chúng ta sẽ múa theo sự hướng dẫn của Bambi nha. Ai đi dưới 100 ạ, lên sân khấu ạ. Tức là chưa thì là đi 80 nè. Rồi ngày sau là sẽ múa chung đó. Ví dụ như là Linh nè, mời Linh nè. Thì học trước hay sau nhỉ? Bây giờ xin được mời anh chị em đi học lâu và cái học viên hơn 2 năm của Bambi chưa lên sân khấu ạ. Đứng lên ha. Xin được mời đứng lên ạ. LMP mà học hơn 2 năm. Rồi anh kêu lên sân khấu ạ. Mời nhóm 10 là đúng luôn. Bạn lên luôn. Rồi bỏ tay cho bạn anh đằng sau ạ. Rồi lên anh ơi. Anh Cường. Cường ca lên. Để cho mặt điểm danh đây. Sơn. Lên luôn, biết đâu rồi. Được chưa? Chị học lâu rồi mà, em nhớ chị học lâu rồi mà. Chị đứng lên luôn. Đúng rồi hả chị á? Trời ơi, anh nghĩ làm gì vậy? Chị nghĩ chị trẻ lắm hả chị? Chị nghĩ tôi chứng khoán còn 2 nhà nhé. Mỗi em kêu anh hơn 40 tuổi, chị giơ tay luôn, chị nói thôi. Rồi, Bambi ơi. Đúng rồi, Bambi ơi, con sẽ đứng ở đây nè. Và con múa bài múa thứ hai. Sau đó ở bên dưới nè, có rất là nhiều người sẽ muốn một con nha. Xin được mời tất cả các anh chúng ta lên trên bục. Một số anh lên trên bục ạ. À, một số anh lên trên bục mời. Chúng ta dùng này ạ. À. Mời các chị qua bên khu vực này. Bác Minh ơi ra là lửa nha. Và chúng ta sẽ cùng nhau vỗ tất cả lớn cho đội Đồng Ca Mùa Xuân. Thank you.
Nhưng mà chị Châu là một người đã có 80% tạo nên Barbie ngày hôm nay, của ta sẽ nói với chị Châu được không ạ? Và chị Châu đã nói một bài câu với chị Châu nữa nha. Chúng ta như đã nói, đã hứa tất cả mọi